Sáng nay ngày 27 tháng 9, Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Trong 5 năm qua, Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng nỗ lực sáng tạo, triển khai nhiều phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo và an sinh xã hội. Trong đó chú trọng thực hiện các chương trình học bổng dài hạn và ngắn hạn như chương trình nuôi dưỡng ước mơ, giúp hơn 400 sinh viên hoàn cảnh khó khăn học hết bậc đại học. Chương trình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học, tài trợ cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách. Các cấp hội vận động các tổ chức, đơn vị cá nhân tài trợ trao học bổng và khen thưởng với số tiền hơn 185 tỷ đồng cho hơn 360.000 suất học bổng và khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội khuyến học tích cực tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố để tất cả các ban ngành đều vào cuộc với công tác khuyến học khuyến tài. Tất cả tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng xã hội học tập, phát huy truyền thống hiếu học ở Đà Nẵng. Con người, nhất là nhân lực chất lượng cao, là tài nguyên, là mục tiêu và là động lực quan trọng để phát triển. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã đổi mới tư duy giáo dục theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của thành phố về xây dựng nguồn nhân lực của thành phố trong tương lai. Dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cũng đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng làm học bổng cho các học sinh hiếu học, vượt khó học giỏi của thành phố Đà Nẵng.